Xin chào bạn, thì hôm nay mình sẽ giới thiệu cho bạn dòng bút sao thiên S205 đủ màu, có 7 màu thì các bạn có thể nhìn thấy ở dưới video này. Thì cái dòng bút mực tẩy xóa này thì nó có trang bị đầu tẩy và bên trong này nó trang bị ruột hút mực nọ. Đấy, hiện tại thì đang chưa có mực nọ tẩy xóa thì các bạn phải dùng cái mực tẩy xóa sao thiên này. Thì bạn cho đây, các bạn vừa giữ vừa ấn vừa xoáy, khi nào kêu tạch thì là đã bơm được mực. Đấy, như mình nhé. Đấy, cạnh một cái thì đã bơm mực rồi, sau đó mình đóng nắp này vào và mình đóng nắp này vào, mình gõ một chút xuống để cho ra mực ở đầu. Đấy, nó xuống được mực ở đầu này thì các bạn biết được, nhưng hiện tại nó vẫn chưa xuống mực ở đầu, nhưng mình phải gõ mấy cái để cho nó mực nó xuống. Đấy, khi mực xuống được ở đến đầu này là bạn mới viết được, các bạn nhìn thấy không? Khi mực xuống ở đầu là các bạn sẽ viết được. Đấy, còn bình thường mình sẽ gõ vài cái xuống, đóng nắp vào như này và mình gõ xuống như này. Đấy, 5 6 cái để cho mực nó xuống đầu. Và các bạn viết bình thường. Đấy. Ok chưa? Đấy, dòng mực bút này có ưu điểm là có thể các bạn có thể xóa được. Bây giờ mình có thể viết cho các bạn xem một hai dòng và mình có thể xóa đi được. Thì mình sẽ viết đây. Đấy, mình có thể mình xóa cái chữ mình vừa viết đi được. Đây, chỗ mình vừa viết đây. Đấy. Và đặc biệt khi các bạn xóa đi, các bạn viết lại vị trí cũ thì nó cũng không bị nhòe. Không bị nhòe nhé, và viết rất thích. Dòng bút này các bạn viết rất thích. Đấy. Dòng bút mực tẩy xóa sao thiên S205. Nó có các màu, đây các bạn có thể tham khảo các màu của bút mực tẩy xóa sau thiên S205, viết mực êm trơn, viết bút ngòi bút êm trơn, viết ra rất là đều. Và dòng bút là đặc biệt là viết mực tẩy xóa các bạn có thể tẩy xóa được. Thì bên sau thiên đang có chương trình mua 5 bút chỉ có 200.000 và tặng thêm một hộp ống mực như này. Đấy, thì các bạn hãy liên hệ với sau thiên để nhận thêm tư vấn các sản phẩm bút luyện chữ đẹp và bút mực tẩy xóa rất là sạch sẽ thông minh dành cho học sinh nhé. Xin chào và gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.